xuống để làm cái phần nắp này. Đây các bạn, đây sẽ là cái phong bì thư của mình, nhìn nó sẽ có cái hình như thế này. Các bạn có thể cắt vuông cái hai cái phần nắp này đi để nhìn cho nó có cái độ cong ở đây, cong một chút như thế này. Đây bên này các bạn cũng sẽ cắt cong một chút như thế này, cong hai bên thì có độ cong cũng sẽ như nhau. Đây mình sẽ có cái phần cong ở bên trên một chút như này nhé. Bước tiếp theo là bây giờ mình sẽ đi mình trang trí cho cái phần chiếc phong bì này. Thì các bạn sẽ sử dụng màu đỏ, mình sẽ có màu trắng và màu vàng như này nhé, để mình cắt thành cái hình bông hoa nhé. Và mình sẽ dán vào hai cái góc, mình sẽ dán vào cái góc bên này của cái phong bì của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi cắt những cái bông hoa nhé. Đầu tiên là mình sẽ cắt cái bông hoa màu trắng nhé các bạn. Mình sẽ có cái bông hoa màu trắng như thế này. Các bạn sẽ gập bông hoa màu trắng này vào cho mình này. Gập cái phần tờ giấy màu trắng nhỏ này thành cái hình vuông như này nhé các bạn. Cắt bớt cái phần bên ngoài này đi. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ gập tiếp vào này. Rồi, gập tiếp vào đây như này. Là mình sẽ có một cái hình tam giác bé như này nhé. Sau đó thì các bạn sẽ cắt cái phần hình tam giác bé này để tạo thành một cái hình bông hoa. Đây, thì đây sẽ là cái phần hình bông hoa màu trắng của mình. Các bạn sẽ mở nó ra thì các bạn sẽ thấy là bông hoa màu trắng của mình nó sẽ có 8 cái cánh hoa như này nhé các bạn. Đây sẽ là cái bông hoa màu trắng của mình này. Tiếp theo thì mình sẽ đi cắt tiếp một bông hoa màu vàng nhé. Thì cái bông hoa màu vàng thì các bạn cũng sẽ cắt tương tự giống như là cái bông hoa màu trắng nhé. Đấy, các bạn cũng sẽ gập vào và các bạn cắt tương tự giống bông hoa màu trắng như mình thôi. Cách gập và cắt bông hoa thì cũng rất là đơn giản thôi đúng không? Thì các bạn cũng chỉ cần gập nó vào thành một cái hình tam giác nhỏ như này và mình sẽ cắt thôi. Đây, các bạn cắt cái bông hoa màu trắng ra như này cho mình. Thì đây sẽ mình sẽ có thêm một cái bông hoa nữa như này. Là mình đã có hai bông hoa gồm hai màu như này nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi mình sẽ bỏ hết cái phần này ra. Sau đó thì mình sẽ uốn cái phần cánh hoa này cho nó cong ra, cong được bông hoa này ra nha các bạn. Rồi, sau đó thì mình có thể dán luôn nó vào đây hoặc là các bạn sẽ cắt.